sự giấc mơ mới bắt về. Còn một người đi sau kia còn một nửa bao nữa. Đây đang chuẩn bị phơi nha. Đây là cá khô. Cá khô này. Một đống cá khô. Một đống cá tươi. Đang phơi nắng. Mà cái này đang phải nhìn quay hả? Tội gì? Bạn quên cơ nhỉ? Ngon lắm. Được ba ngậm ba đêm. Đây anh em mình chia đều nhau. Xe con nông chưa? Đi xe con nông luôn. Thì đóng người đi xe. Lên đây mình ngủ ở nhà mọi người nha. Có người ngủ dưới, có người ngủ vòng. Quần cây bụi bà kìa. Kia là để tập trên đang chuẩn bị mình chuyên cá nha, tí mình lấy dây thép phơi á, phơi dùng như cái kia kìa, không phải. Cá rô phi nè, to, bác sĩ đặt lại phần cá, có thật cả. Đây là anh Ven hả? Đây là mình nên cái program ấy. Bờ bên kia chưa về. Giờ mà tới nhà, bây giờ là che thích cá nha. Nghe một đi, nghe một đi. Cá tươi chưa tính rồi, gần 30 rồi. Chê cá khô à, cá tươi cho tới nhà, đang chê cá khô đó. Mẹ phải vụ ạ. Makan tali ya. Itu lebih lebih pe lah.
Kau tengok leh, ha? Ngeet kan? Tapo ni ha bo nun bo ha nun bo ha nun jam ha nun lah. Kira em makan ni.